Tổ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay tổ thuốc gia đình xin tiếp tục chia sẻ đến quý cô chú cùng anh chị một sản phẩm tiếp theo, đó là sản phẩm Meloxicam 7,5mg. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: mỗi viên Meloxicam chứa Meloxicam 7,5mg, tá dược vừa đủ một viên. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc: thuốc Meloxicam được chỉ định dùng trong các trường hợp như sau: viêm khớp dạng thấp, viêm đau xương khớp như hư khớp, thoái hóa khớp, viêm cột sống dính khớp, chân dân. Thuốc này chỉ dùng theo chỉ định của bác sĩ. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng: thuốc Meloxicam được dùng bằng đường uống, nên uống thuốc trong bữa ăn. Liều dùng của Meloxicam đối với người lớn: viêm xương khớp dùng liều 7,5mg trên ngày, nếu cần có thể tăng lên liều 15mg trên ngày. Viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, liều dùng 15mg trên ngày, tùy theo đáp ứng trị liệu có thể giảm liều 7,5mg trên ngày, liều tối đa hàng ngày được khuyến cáo là 15mg. Đối tượng khác: đối với người lớn tuổi điều trị lâu dài 7,5mg trên ngày, bệnh nhân suy thận nặng phải chạy thận nhân tạo, liều dùng không vượt quá 7,5mg trên ngày. Đối với trẻ em dưới 12 tuổi, độ an toàn và hiệu quả chưa được xác định. Lưu ý, liều dùng trên chỉ mang tính tham khảo, liều dùng có thể tùy thuộc vào thể trạng và mức độ diễn tiến của bệnh. Để có liều dùng phù hợp, bạn cần tham khảo ý kiến y bác sĩ hoặc chuyên viên y tế. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc: bệnh nhân quá mẫn hoặc dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc, bệnh nhân có dấu hiệu hen suyễn tiến triển, polyp mũi, phù mạch, mề đay sau khi dùng aspirin hoặc các axit khác, bệnh nhân loét dạ dày, tá tràng tiến triển, bệnh nhân suy gan nặng, suy thận nặng mà không được thẩm phân, trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú, chân dân. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc: thường gặp khó tiêu, buồn nôn, ợ, đau bụng, táo bón, chướng bụng, tiêu chảy, thiếu máu, ngứa, phát ban da, váng đầu, đau đầu và phù, vân vân. Ít gặp các bất thường thoáng qua của các thông số của chức năng gan, viêm thực quản, loét dạ dày, tá tràng, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn công thức máu, viêm miệng, mề đay, chóng mặt, ù tai, ngủ gật, tăng huyết áp, đánh trống ngực, đỏ bừng mặt, tăng creatinine và ure huyết, chân dân. Hiếm gặp thủng dạ dày, viêm đại tràng, ngại cảm với ánh sáng, hội chứng Tavenjensen, hoại tử biểu bì gây độc, khởi phát cơn hen cấp, lú lẫn và mất định hướng, thay đổi tính cách, suy thận cấp, viêm kết mạc, rối loạn thị giác, nhìn mờ, phù mạch và các phản ứng phản vệ khác, vân vân. Thận trọng khi sử dụng thuốc. Những thận trọng khi sử dụng thuốc này: những đối tượng sau đây cần thận trọng khi sử dụng thuốc này: bệnh nhân có tiền sử bệnh đường tiêu hóa trên hoặc đang dùng thuốc chống đông máu. Cần thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân suy thận. Cần thận trọng dùng thuốc ở bệnh nhân đang có những rối loạn về chảy máu. Thận trọng khi dùng thuốc ở những bệnh nhân cao tuổi. Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú.
Cần thận trọng khi sử dụng thuốc này cho người lái xe và vận hành máy móc. Nếu có tác dụng phụ như chóng mặt, ngủ gật, nên tránh lái xe và vận hành máy móc, vân vân. Lưu ý cần thiết. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này. Xin chân thành cảm ơn.